tri đã kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu rà soát, sớm xây dựng thông tư hướng dẫn, xác định danh mục nghề công việc đặc biệt. Trong đó có việc quan tâm bổ sung giáo viên mầm non vào đối tượng các ngành nghề đặc biệt. Phương án phù hợp là đối tượng này nghỉ hưu ở tuổi 55. Về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo các nghiên cứu đánh giá điều kiện lao động, cho đến nay nghề giáo viên mầm non chưa đủ các yếu tố điều kiện lao động để xếp vào nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Vì vậy, tại danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm được ban hành kèm theo thông tư số 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không có nghề công việc giáo viên mầm non. Ngoài ra, do nghề giáo viên mầm non là nghề đặc thù nên khi không còn đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, chuyên môn của nghề này, không phải là hết tuổi lao động, đủ điều kiện tuổi hưởng chế độ hưu trí, thì giáo viên có thể được hỗ trợ đào tạo chuyển sang nghề khác nếu có nhu cầu làm việc.